Minasang ohayo gozaimasu. Xin chào các bạn. Chúng ta cùng nhau đi học vào bài số 44 ngữ pháp. Trong phần này, mẫu câu lựa chọn hoặc là quyết định làm một việc gì đó. Lựa chọn hay quyết định làm một việc gì đó sẽ được có cách thức như sau. Danh từ đi với trợ từ nhí cộng với shimasu. Phần này, mẫu câu này dùng để biểu thị sự lựa chọn hay là quyết định làm một việc gì đó. Chúng ta có ví dụ như sau. Bạn A hỏi bạn B, ít chữ Sucho shimasu ka. Bình thường chúng ta sẽ hỏi như vậy đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ hỏi là gì? Sucho wa ichu ni shimasu ka. Sucho wa ichu ni shimasu ka. Ví dụ như 1/4 chẳng hạn. Khi đó sẽ là gì? Seigatsu chuitachi ni shimasu. Vậy trong phần này, Seigatsu chuitachi là danh từ ni shimasu. Lấy ngày 1/4, chọn ngày 1/4. Ii desu ka? Minasan issho ni hanashimashu. Suppatsu wa ichu ni shimasu ka? Seigatsu chuitachi ni shimasu. Mochido. Hoặc chúng ta có câu hỏi Hikoki wa nanchi no bin ni shimasu ka? Máy bay thì cậu chọn hay cậu quyết định đi chuyến mấy giờ? Juichichi no bin ni shimasu. Tôi chọn hay là tôi đi chuyến 11 giờ. Chadou so minasan issho ni yomimashu. Hikoki wa nanchi no bin ni shimasu ka? Juichichi no bin ni shimasu. Moichido ne. Arigatou gozaimasu. Tsugi ne. ホテルはどこにしますか? Khách sạn ấy, thì cậu chọn ở đâu? Đâu rồi? Osaka Hotel ni shimasu. Vậy là tôi chọn ở khách sạn ở Osaka đúng không? Dạ, minasan issho ni hanashimashu. Hotel wa doko ni shimasu ka? Osaka Hotel ni shimasu. Chúng ta có tình huống khác. Heya wa single ni shimasu ka? Jun ni shimasu ka? Phòng thì cậu chọn single là single là phòng đơn hay là gì? Phòng đôi. Jun ni shimasu, chọn phòng đôi đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm gì? Được rồi. Heya wa single ni shimasu ka? Jun ni shimasu ka? Được rồi. Sokuji wa wasoku to nyosoku to dochira ni shimasu ka? Cơm thì cậu chọn là wasoku là cơm Nhật, nyosoku là gì? Cơm Tây. Wasoku ni shimasu. Chắc tôi rồi. Moichido ne. Chúng ta có tình huống khác. Sukato wa pink iro to chairo to nani iro ni shimasu ka? Và hít thì cô chọn màu hồng hay là màu chairo, màu nâu trầm như thế này đúng không? Chọn màu nào? Hay đâu rồi? Pink iro ni shimasu. Moichido ne. Hey, arigatou gozaimasu. Minasan, ima mondai renshū shimashou. Chúng ta sẽ dịch những câu sau sang tiếng Nhật. Cơm trưa thì chọn miếng liền. Vậy là gì? Hidung của hàng và ramen ni shimasu. Được rồi. Moichido. Nhị, du lịch thì chọn Hà Nội. Vậy là gì? Ryoko wa Hanoi ni shimasu. Được rồi. Sam bảng cơm tối thì chọn sushi. Vậy là gì? Moichido. Bangohan wa sushi ni shimasu. Nhóm bảng cuộc họp thì tổ chức vào ngày mai. Vậy là gì? Kaigi wa ashita ni shimasu. Được rồi. Moichido. Tô bằng bữa tiệc thì sẽ quyết định để tuần sau. Party và raishu ni shimasu. Được rồi. Moichido. Cách nói về ni shimasu minasan wakarimasu ka? Hai. 何か質問がございましたら聞いてくださいね。ありがとうございます。